ngày nay dương nâng nghị dây ông bị chung ngư hepatitis C nâng hai dương trái tới chế bì lớn nít cư dương nghị dây ông bị hàn hệ nâng rốt viên nghị chai hơi nâng khai khó dương nghị dây ông bị tháng năm thamay để tướp nâng cao miền khăn ông thay nít nhâm xôm sập khép chùm nốt pram bổng mũi chùm nốt tại sầm khăn càn rùi hói chăm khi ông bỏ sài mùi mà rong mà tìm mũi cứ tha hepatitis virus làm bằng miền pram giang A B C D E còn tại miền tập pi giang thế để ai vừa làm rải bán cứ B hay nằng C tìm pi cứ khăn ông chăm cả thôi sẽ thấy tới khăn ông chăm tìm quan bổng mũi khơi thạc mai dương miền buôn thì rồi để miền quan miền rục hepatitis C này hay khăn ông pe chùm mũi khơi nó khăn ông bị phục lố từ ngõ ta miền pi จดบุญพิรอยให้ตามการศึกษามวยในสหรัฐขมายในสหรัฐคือทำเมียนปีมวยเติบปมมวยพิรอยได้เมียนปวมไอ้วีรัสนี่รามรายไปเชื่อชวนอเมริกันเมียนมวยจดปมใบพิรอยบ่าจะจำนวนที่ใบก็ถ้าจุงเงินนี่ฉลองพิจารณาในสหรัฐอเมริกาคือถ้าจะทำจะเพียน ខ្មែរយើងមិនសូវមានរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ស័យថាខ្មែរយើងវាមកពីចក្រធម្មរោគហ្នឹងហើយប្រហែលជាមកពីរឿងហ្នឹងច្រើនជាងគេបាទទី4គឺថាយើងត្រូវដឹងថារោគនេះគ្មានរោគសញ្ញាទេភាគច្រើនជាច្រើនគឺថារោគរោគឃើញដោយសារយកឈាមទៅមើលក្នុងរោគបញ្ហាអ្វីផ្សេងៗទៀតរោគទៅឃើញវាមានអង់ស៊ីមថ្លើមហ្នឹងវាឡើងខុសធម្មតា ហើយគេសង្ស័យថាអូខេរោគទៅឃើញថាមនុស្សដែលមានច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺថាចំនួនគឺក្នុងចំណោមមនុស្សដែលកើតពីឆ្នាំ1946ដល់ឆ្នាំ1965គឺក្នុងពីអាយុពី50ទៅដល់70ឆ្នាំបាទទី5គឺថាដើម្បីរកឲ្យឃើញវីរុសហ្នឹងគឺត្រូវមានវាម្យ៉ាងទេគឺថាយកឈាមទៅមើលហើយត្រូវដឹងថាក្នុងឈាមហ្នឹង ក្នុងវីរុសហ្នឹងវាមានប្រមួយប្រមួយក្រុមហើយការដែលភៀបាលហ្នឹងគឺថាទៅតាមក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងហើយទី6គឺថាហើយរបៀបភៀបាលសប្តាហ៍ហ្នឹងពីដើមគេប្រើឆ្នាំចាក់ប៉ុន្តែឆ្នាំចាក់ហ្នឹងវាមានបញ្ហាច្រើនទីព្រោះវាធ្វើទុកយើងហើយការដែលឈៀដាច់ហ្នឹងក៏វាមិនបានច្រើនហើយប្រឆាំងមែនទែនសប្តាហ៍នេះមានឆ្នាំលេខ นำเลขเมียนฉลามอย่างนะปัจจัยเมียนสำคัญในสหรัฐอเมริกาเมียนบุญธนบุญมุกฉลามต่างอ้อนั่นคืออาชีพบ้านปีเก้าสัปดาห์มาร้อยปีร้อยเนาะไฮเลตเตอร์มาไทยเตอร์มาครอบได้ให้ขนมระยะไกลนี่ชี้จำนวนสำคัญสำคัญได้ยื่นนั่งยกมกดอกไม้มวยจำนวนมาดองมวยจำนวนมาดองบ้างจ้าสมอคุณฉลามลูกดอกเตอร์ đại sa tài ở lần này riêng miền bảy mươi ba riêng trang châu rùm xuôi sầm núi đôi chiêng bên trên dọc bờ cứ lục cắn nơi hàng bảy vị hiền cha sông mình chuẩn bị xuống lục cắn sông chơi lục cắn bà cha sông chơi lục bằng chuẩn bị sầm núi ba lục được trang tây hồng bà ba sông chuẩn bị xuôi bà chơi bà sông chơi miền chừng ngoài trang khu trong lệ một nước thả chừng thắt lơ một hệt gì nắng tớ នៅក្នុងនៃប្រទេសកម្ពុជាមានគ្រូពេទ្យអាយជាបាល់ជាដែលវាក៏អត់បានហើយនឹងមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរថាតើជំងឺថ្លើមប្រភេទអីដែលពេទ្យនៅប្រទេសខ្មែរថាមើលមិនដែលជាអីគេបាទហើយខ្ញុំមានតែពីរនេះបាទអរគុណចាសសូមអរគុណច្រើនលោកកាំងហើយលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតក៏យើងមានសំណួរមួយទៀតដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងសំណួររបស់លោកកាំងដែរតាមរយៈ Facebook ហ្នឹងគឺអ្នកសួរសំណួរមកគឺមានឈ្មោះថាលេងជឺ quạt miền sầm núi trang xua thà tám miền thanh nam chia ba chia mở rồi phía rồi đại rực tê, sầm rập chung ngư thay rồi liệt thay một phía xin nha cha xôm chơi nhau được tê cha và nơi sau khai miền group pet thì ai mở bàn group pet chia thế nơi group pet nơi phnom penh chia group pet chung miền khang chung ngư thay làm hay dương ai tới mình tiếp pet cao mét rồi có tới mình tiếp pet hộp people mình tiếp pet phía xin lúc lớn kê miền ครูเป็ดจุมนี้ได้อาจมือจุงงูนังบานตามใจดำนังทำไมนี่ได้ขยมบานอ่านขนมสปอร์มีสปอร์มีนพรมปิ่นโป้คือท่านในสัปดาห์นี้มีครองเป็ดสมัชชัดปีศรบรังแค่ท่านมีแต่สังสองฟังเชียคือปลูกครองครูเป็ดได้ขมีนพรมได้นั้น
quạt bàn từ mờ bác mình thi mờ phía ba chúng người hepatitis C nâng mình thi pet cosma nâng cứ pet prasong hay khi mình chụp chụp bài thế phần bài pet prasong nâng ấy cái tham miên cái ba cái bị thi cái lạnh mờ muối đại kí mình vô thay bảo kí bởi dương trong đăng tha dương miên chứ chúng người nâng được gót dương ai tập mình thi pet cosma nâng tới khi nâng ai mờ ở dương thì muối cái ta kí vô chiêm rồi bao dương từ mờ ở đăng tha vì miên hepatitis C rồi nâng gót hai bớt sân dương mờ tới khi tham miên khi nâng ở tham được cái lạnh nâng tham đòn được chứ nè xong chơi từ mình thi pet cosma bạn chả chốt tiếp quan chả đường lên tham nâng cứ tha làm sập ngay nên miền tổ chức tiếp khăng na mà miền tràn giang đại miền nơi lụa nơi lợp xa nơi xã rọt mấy những hơi tham chẳng ngon nữa cứ ai miền tổ chức tiếp bị cái sắp tới đó mà rồi kia rồi bà bọn tai tham nông thay na mà thay khăng na bị giang thao và phớt chạy về vùng môi mơn rồi lá không mà chi ai mà chi bán cứ thà bị tràn đập bị tịt đặc biệt tới nông ở phải chi $10,000 giang tháo các bạn hay giang thay tới đó $9,000 chuyên cá đó mà san đô la chiên mà san đô la pi pi mơn hay nó bà thay na bà còn cái khi nhập đăng thá miền cầm hôn tham nơi nơi anh đi à khi ban này xong dọc tham nâng tới thứ làm bấy hai độ ấy chun sọc rọ sọc đôi này sọc mai sẽ đào nâng phải chỉ mình thay đào phần nâng đi khi mình đăng chữ ba thay phần mà đấy phần tai mình sẽ thay đào đào đôi này xả rọ đi phải chỉ $5,000 rồi cứ phần nâng ai mà đây không đào pi tết nâng bạc khi mình đăng chữ ba đây nâng chạm khi mình vào được su kế từ tam cao từ tiền bạc chả cho ta ai chia 100% đại tiết là cứ bận tập pi ai chia 100% bạc từ tam về phổpết rồi bò ai chung ngư hepatitis nâng hepatitis nâng C nâng vì miền ai puchran puch cái hai puch trên type 1, 2, 3, 4, 5, 6 cứ thay puch tìm lấy mối lấy ti lấy bay lấy buôn lấy pram lấy bầm mồi rồi không ai dưng miền tầng o nâng cái phần tai sau cả mấy miền tràn chồng chung puch lấy mối bà trên type 1 rồi không ai miền quan nâng mình tràn phần màn đấy cho nên miền sen thời tiết cứ thay đôi khi thêm trop khơi nhẹ chung người không ai nâng miền trên type bay ti lấy pi lấy bay hay lấy bầm mồi bà bầm mồi tràn miền tràn mà được chứ nè vì tới tam puch rồi bò hepatitis C là ngay khá cứ thà ai chấp chia ban mà rồi phía rồi còn tại khá mình đo mà rồi phía rồi tới cả sập phía rồi chiêng puch nâng mà giáng còn tại đây sầm khăn mà giáng thiết đây vì thưa ai chia đa giờ được mình đại nếu cứ từ chạy trốn từ lừa cả sweat slam được cơ mình sweat slam bởi xem chia sốt làm nâng về từ tam riêng cao sốt nâng tiền miền đại việt sốt sara để kể cả compensate cirrhosis cần làm sara cứ thay việc cần làm bên tai cứ dương admin lúc sáng ngày đó cứ thay admin cắt tia admin cắt lương cắt đây từng ngõ admin bảy hai từng ngõ nâng cứ thay kể cả compensate cirrhosis nâng phía trán sẽ ai chia từ đó đã làm tới chia tới làm mà rồi thì rồi phần tai miền mà phần này tiết cái hai thà cần làm thun thun làm thun nó cái hai thà decompensated cirrhosis nó là thà làm nó cứ thà via đo dạ thun maintenance hay còn nó cứ thà nét đại chưa được biết nó cứ ai cả trên lương nó còn phần ấy ai cả tiết miền tức nó còn phú ai ham khuôn bởi hàm đại hàm chứng rồi có ai vùng ven mà ở đấy cái hàm ta hepatic encephalopathy rồi có ai miền chiêm trong cái vùng cỏ mà chiêm cái hàm ta so với chiêm về gì thì sai chiêm là trong vùng cỏ nắng cứ thả bộ nắng thun miền là dạng thun trong bộ nắng cứ chúng cá bị bạ mờ mình ai mờ bán chia đó mà rồi thì rồi thì vấn đề tham thằng ó đôi dương đằng sau đấy tốt chưa tham năng miền phải sát tiếp, dạng nào cả đấy, có phía chung cá mình ai mà rồi thì rồi bán đấy,
tốc chìa miên phía chán á, đài lê trăm thâm mây từng ổn ý á chi bàn mở rồi thì rồi. Phía chán cứ thà, bị cao sắp tới đó mở rồi thì rồi. Bà nhà hà đài nẹ đài mình lếp mình tới miên bởi sát tập hiệp nâng cứ thà chán tới mình lếp ôi trăm trái tam tam sẽ bạp rồi bỏ kê bà, tam cấp buôn bỏ kê thì bố thăm nâng cứ thà trời lấy bảo tiền toán á dương mình ai nâng click mà bán đấy bà cái này dương click vì vậy đó cái là ai thưa ai khôi cá nâng cứ ai thưa ai mình group còn hay mình giảng tiết cái này dương lấy tới vì mình bán group về với đi nâng có ai chia mình lại để hay ai rơi từ lọc màu bình và sau tham đi viên miên từ sát từ phía phẳng nha bà mà ai lấy này lộc với chậm đất dương miên là bây giờ mình bao dương mùi rụp tiết lộc cầm phong tài cho bàn tay tuổi sập bao dương hái cứ lộc bồn thá mọc bị khang khai tạ cao trà sông chìm điệp xuống lộc bồn thá trên lộc bồn thá bà làm mình xuống nhập lập tay cho em đi không anh không bà ba sông trên làm chưa tới ba mạnh dần như mà suy nữa tập bàn tay đấy trà จ้าลองทาบยังลองเมื่อก่อนลองยัง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 ล
ចាសចាសសូមអរគុណច្រើនលោកបន្ថាចាសសូមអញ្ជើញលោកដុកទ័រចាសចានេះជាសំណួរដែលពេទ្យច្រើនច្រើនទៅសួរថាធ្វើម៉េចទៅបានដឹងចាពីធម្មតាអត់ដឹងទេបាទពីព្រោះរោគអ្នកដែលឈឺជំងឺហេបតៃតិសនឹងគឺគ្មានរោគសញ្ញាទេបាទមានរោគសញ្ញាទេគឺថាតោះតែគេទៅយកឈាមដំបូងផុត ដែលនាំឲ្យគេរកឃើញគឺរកឈាមទៅឃើញគេហៅថាអេនហ្សាមអេនហ្សាមនឹងនៅក្នុងឆ្លាមដែលចេញពីឆ្លាមគេហៅថាALT និងAST ALT ASC នឹងធម្មតាកាលណាយើងយកឈាមទៅមើលច្រើនតែមានគេវាស់អេនហ្សាមនឹងដល់ដូចជានៅសារ៉ាមនេះជាដើមនឹងកាលណាយើងទៅពិនិត្យពេទ្យគេច្រើនតែយកឈាមរបស់យើងទៅមើលពេទ្យគេយកឈាមទៅមើលនឹងគេរកទៅឃើញថាALT និងASC នឹងវាឡើង កណ្ដាលគេរកឡើងទៅបានគេធ្វើតេស្តដើម្បីរកវីរុសកណ្ដាលគេរកវីរុសទៅឃើញថាមានវីរុសនៅក្នុងឈាមពេលនោះគេដឹងហើយគេដឹងថាយើងកើតហេប៉ាតៃតិសទោះតែយកឈាមទៅមើលបានដឹងហើយគេបានសប្តាហ៍នេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានអីគ្រូពេទ្យក្រុមដែលគេការពារជំងឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក្រុមសមាគមគេធំៗហ្នឹងគេបានអី ណែនាំយើងអ្នកជំងឺអ្នកដែលរស់នៅស្រុកអាមេរិកទាំងអស់អ្នកណាដែលមានអាយុពី 50 ទៅ 70 ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាអ្នកណាដែលកើតក្នុងរយៈពេលឆ្នាំ 1945 ដល់ ឆ្នាំ 1965 ហ្នឹងអ្នកណាដែលកើតក្នុងឆ្នាំហ្នឹងគឺថាទុកជាឈឺក្រោយឈឺក្រោយគេជូនមានថាឲ្យពួកហ្នឹងទៅយកឈាមមើលពីព្រោះថាអ្នកដែលមានកើតជំងឺ hepatitis C នឹងភាគច្រើនច្រើនតែនៅក្នុងអាយុប៉ុណ្ណឹងបាទគេបានធ្វើការសិក្សាចំពោះខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Lowell នៅ Boston នឹងក៏ឃើញដូចគ្នាយ៉ាងដែរគឺថាចំនួនខ្មែរដែលកើតមាន hepatitis C ដែលច្រើនជាងគេហ្នឹងច្រើនតែកើតក្នុងចន្លោះឆ្នាំ 1945 និង 1965 ដូច្នេះអ្នកណាដែលមានអាយុប៉ុណ្ណឹង 50 ទៅ 70 ឆ្នាំហ្នឹងទោះជាមានរោគសញ្ញាក៏ដោយគ្មានរោគសញ្ញាក៏ដោយក៏គួរទៅយកឲ្យជាយកឈាមដើម្បីរកមើល hepatitis C ចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់សង្កត់គឺថាខ្មែរយើងគេបានសិក្សាទៅខ្មែរនៅស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេរកឃើញថាច្រើនតែមាននៅស្ត្រីបាទស្ត្រីមានច្រើនជាងប្រុសហើយច្រើនតែមានចំពោះនៅមនុស្សដែលអាយុ 50 ទៅ 70 ឆ្នាំ នេះចំពោះខ្មែរយើងដែលគេបានសិក្សាហើយចំណុចមួយទៀតដែលគេរកឃើញគឺថាពួកដែលអ្នកឈឺនឹងច្រើនតែអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យហើយនឹងអ្នកដែលធ្លាប់ទទួលចាក់សេរ៉ូមចាក់អីច្រើនហ្នឹងដែលចាក់ដែលមានការព្យាបាល
tam ca về cá chết đám nó phụ nó phía chân chân tay mình chung với chân nó cứ thả nẹ đại thuộc chạy thân ăn chân đó hay nâng nẹ đại thuộc thư ca nơi một tí bệnh hay đầu với bàn chí thư ca nơi một tí bệnh mình chân tay mình chung với nó bị phụ tam khi em sáng sáy ta thật cả nà dương thư ca không bệnh vì ta anh ta mình bà lạ chiếm bà lạ slash ấy bà xe chết đại dương thầy thay tòm nẹ chung ngư nâng rứ có dương mút mật chul chế phí xe mật chul tại nơi xo lơ kre nâng dương mút mật chul hai sơn mật chul nâng vì mình bà lạ chết hẹp thả đề xì nâng vì chú lòng hai đứa chân hai bàn chị chú lãn thầy mình cả nơi lư nẹ đều để thuộc cả thuộc cả nữ ở mình tiếp bền nơi xa rõ mà rít cứ thà miền trung chính kí cứ thà nẹt để thuộc ấy chặt nằm ở biển chặt nằm như nương phía trung na để cá cứ thà mọc bị cá phá nằm như nương chặt tơ sợi nương được chưa nấy chia ấy hàn đi pay để dương thời đang chấm bù ấy riêng hepatitis C nương không ai dương tam kim song sai cứ thà mọc bị chặt nằm bả chặt nằm chỉ bị xe chạy thăm bị xe máy môn và xe máy ở lớn nó còn miền lá còn tại xe máy ở lớn nó bị miền ca chết đăng khá ca dù khá được cho nên ca đẹp chạy thăm dương chạy thăm ở chỗ rồi có chạy thăm sở rốm dương và chạy kể tế ở nhà máy tam sáng đa ảnh ra chết được cho nên bị miền ca bật thói hàn ở phây đi khăn dương nó khơi đến phê mình mà chạy tự môn đi miễn chlong chủng ngữ HIV nơi khai bắt đầu bỏ nó cứ thả đời xa cả chạy xa làm nâng ảnh chạy chlong chủng ngữ HIV chờ hepatitis C nó cứ mình khóc cái gì cứ thả đôi kia cứ thả ca pra một chút chạy đôi ca đã khóa hạ nà mây ca pra một chút chạy thân nắm rứa có chạy xa rốm đã khóa hạ nà mây ní rứa có ca pra bà đá bét khóa hạ nà mây bà đá bét đi thả bà đá đọt mình bà đá vẹt cắt đi thả dương cắt xa bánh thịt chuối nâng rứa có bà đá chạy xa mạp chạy tự chí rứa có chạy bà đá xa mạp thư sắc cái này nó cứ thả chi cái này để chlong hoặc cái này mỗi tiết để ai chlong bán cứ thả bà đưa chi cái bát cao và cái bát cao bây giờ chỉ dương cao hơi cao nè để thọp miền này phải thay đi xí hơi cái bát nông việt mút chiêm nè nông để bật lại cái bát cao nông việt miền bật lại phải thay đi xí bây giờ cái bát cao nông từ cao nè phải xem chi để mình chi nông cứ thả về ai chlong tạm dừng mà này mình copy cả để dương prà ai mà chơi chạ được cái này đây bà, được chứ nhé? Khi nhóm song sai thì anh ấy sẽ không ai, thị trường cứ chọn đối xa cả chạ thứ năm ngày đối xa quá anh nào mày, còn ta lời nói gì phải chia cả những thành viên miền cho thôi là hai bên đối tài dương ban dừa riêng những trang chiến môn hay dương ban prà rồi biết anh nào mày phục chiến môn bà. Chà. ខ្ញុំមានសំណួរចង់ឆ្លើយលោកគ្រូខេមនេះវាជាការស្វែងរកគ្រូមានប្រសាថាមនុស្សជាច្រើនគឺការមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទទីហ្នឹងដោយសារថាពីមុនឯថាគាត់ឯថាគាត់ថ្លើមច្រើនថ្លើមច្រើនអញ្ចឹងណាខ្ញុំគឺឯថាការធ្វើប្រហែលឬក៏អនាម័យនឹងខោយបោះខាងពេទ្យហើយសំណួរខ្ញុំចង់សួរថាតើវាមានកត្តាផ្សេងទៀតទេដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សយើងនឹងការធ្ងន់ រលាកថ្លើមប្រភេទ2ដល់ពេលដែលកាត់ចាស់ទៅឬក៏គឺថាថាជំងឺនេះអាចជួយដល់អ្នកក្មេងៗផ្សេងផ្សេងតែគាត់ថាចង់ការពារខ្លួនឯងកុំឲ្យតែចាស់ទៅថាជំងឺមហារីកថ្លើមប្រភេទ2ហ្នឹងណាគាត់ទៅរលាកថ្លើមប្រភេទ2ហ្នឹងហើយខ្ញុំមានការពូជបារម្ភបាទថាដោយសារជំងឺនេះវាឆ្លងដូចវាអេដែរដូចជាករណីនៅបាត់ដំបងអញ្ចឹងបើសិនជា การอาจจะเกิดอาการมีล้างจังเบียร์ไปทุกสนามดอมการมีจานมาให้ตัวที่ปีหรือครูหาเขาไปพิบาลจับสับกรุ๊ปให้ยืนบางแท้ยืนที่ที่ในสายยืนคือแต่ชิมโต้เวียนเวียนไปจะเรียนบ้านดีบ้านทางเมโรเวียจับติดถ้าเป็นยืนที่ให้นั่งยืนกูจะช่วยคนทำทีถ้ายืนพิบาลให้ยืนที่ให้ให้ช่วยคนทำทีมันไม่ก็มองอย่างนี้เรื่องเลี้ยงทำมาเพศสีนั่งเวียเวีย ตลอดมาคอยเองใช่บ่าให้จังจังซูมูตีได้ท่าเยื่อคู่ถัดโทรยังไม่อันนั้นไปเตะตรงหรือที่มวยเองได้ให้เยื่อคู่โทรยังไม่จำใบการเสียกับอ้อยมีจังเงินน้องกาบในร้านอย่างพวกครูเยอะ
tên trên chạy rồi chẳng mấy hai bà sân tế hà lâm mùi tiết nữa thay bà sân dì dương bác miên đa lý chạc nam mấy tiêu dương mình thông xe mình chụp bà rây xa dương mình dạng miền tên này ta vì miên ai cả ta vậy đều là ai cả lăng bàn đài là ọt được hai dương mình bàn thả nam mấy tra tê nam mấy gọi là ọt dần đấy vì ai chi phát tì mê rộng nông bàn tân tân này đây cái cá cho lòng ở bên đó ồ mà ta cua xa muốn cặp cá từ ngữ nữa ta dương cá tì dần mấy cái cho lòng mình បាទហើយនេះខ្ញុំទៅអត់តន់ច្បាស់ចាសសូមអរគុណច្រើនចាសសូមអរគុណច្រើនលោកតុលាចាសសូមអញ្ជើញលោកបាទមានជំនួយច្រើនខ្ញុំសូមស្រោចចំណុចចុងក្រោយមិនសិនក្រៅការណាជាហើយយើងមើលឈាមម្ដងទៀតបាទមើលឈាមបើក្នុងរយៈ 6 ខែហ្នឹងទៅស្រាប់តែដល់មើលត្រឡប់ក្រោយមកមួយឆ្នាំទៅទៀតគឺរើត្រឡប់មកវិញភាគច្រើនពីដើមពេលឆ្នាំចាក់ប៉ុន្តែតាមអីអ្នកដែលប្រើឆ្នាំលេបខ្ញុំរកខ្ញុំតាមដានទៅគឺថាសឹងតែទាំងអស់គ្នាអត់មានណាស់រឿងត្រឡប់មកវិញទេដូច្នេះបើសិនជា 6 ខែវិជាគឺថាបានន័យថាជាចំពោះការដែលហាប្រើឆ្នាំច្រើនហ្នឹងមិនមែនឆ្នាំទេដែលធ្វើឲ្យឆ្លងគឺគឺទៅអនាម័យមួយជុលហើយនឹងហើយគ្រឿងប្រដាប់បច្ចុលហ្នឹងហើយឬក៏ជួនកាលអ្នកដែលចំណុចមួយដែលអ្នកដែលមានបញ្ហាច្រើនជាងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវច្រើនជាងគេគឺថាអ្នកគ្រូពេទ្យបាទគ្រូពេទ្យហ្នឹងអ្នកដែលប្រើឆ្នាំដែលយកឆ្នាំទៅចាក់អីគេនឹងនេះជាទទួលក៏ខុសត្រូវជាងគេពីព្រោះអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងបុគ្គលិកពេទ្យហ្នឹងមិនមែនតែគ្រូពេទ្យទាំងអស់ទេសូម្បីតែអ្នកដែលធ្វើការក្រោមក្រោមក៏ដូចគ្នាជាងដែរគឺសិតតែអ្នកទទួលខុសត្រូវគឺថាត្រូវប្រើអនាម័យឲ្យត្រឹមត្រូវតាមក្បួនអនាម័យគឺថាមួយជុលត្រូវ សប្តាហ៍នេះគេប្រើមជ្ឈុលតែម្ដងទេបាទគេមិនប្រើមិនអីពីបីដងទេនេះជាជួនកាលវាអ្នកដែលប្រើនឹងភ្លេចបាទភ្លេចដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូម្បីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានអីខំប៉ុណ្ណោះពីដែរក្នុងពេលមួយនេះនៅទីក្រុងអីឡាស្វីកាសនៅកន្លែងឆ្លោះរវាងឆ្លោះកាពះហ្នឹងអ្នកដែលដាក់ឆ្នាំសន្លប់ហ្នឹងបានយកមជ្ឈុលទៅចាក់ចូលដើម្បីបូមយកឆ្នាំ ហើយមជ្ឈុលនឹងវាឆ្លងដល់ឆ្លងទៅទុកជាឆ្នាំនឹងវាអាចចន្លងក៏ដោយប៉ុន្តែបើមជ្ឈុលទៅចាក់នឹងវាឆ្លងយកទៅចាក់ទៅវាឆ្លងក្នុងពេលនឹងមានឆ្លងនៅសាមរម្យនេះក៏មានឆ្លងដែរចាស់លោកតើយើងនៅសល់មួយនាទីទៀតចាគឺចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺថាអ្នកដែលកើតនឹងកុំផឹកស្រាបាទកុំផឹកស្រាហើយកុំបើសិនជាជៀសវាង អាចប្រើឆ្នាំលេបបានប្រើឆ្នាំលេបទៅជៀសវាងកុំចាក់សរសៃឬក៏ចាក់សាច់ដុំលើកលែងតែចាំបាច់ខ្លាំងណាស់ហើយបើសិនជាចាក់សរសៃជឿចាក់ដុំត្រូវប្រើក្បួនអនាម័យឲ្យត្រឹមត្រូវមែនទែនហើយការតែក្បួនអនាម័យត្រឹមត្រូវគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលិកពេទ្យបាទដំបូងផុតខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីសង្ខេបអីសិនហើយអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះ រួចមកខ្ញុំនឹងនិយាយក្បោះក្បាយមាន4ចំណុចដែលសំខាន់គឺទី1គឺថាពីមុនឆ្នាំសម្រាប់ Hepatitis C ហ្នឹងត្រូវចាក់ផងលេខផងហើយត្រូវប្រើពេលអស់យូរជួនកាលពីយ៉ាងតិចផុតប្រាំមួយខែទៅដល់មួយឆ្នាំបាទហើយមានឆ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើទុកខ្លាំងណាស់ហើយទី2គឺថាឆ្នាំថ្មីដែលទើបកើត រកឃើញនៅឆ្នាំក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគឺជាឆ្នាំលេបមិនចាំបាច់ចាក់ទេហើយមានប្រសិទ្ធភាព 90 ទៅ 100% ហើយពេលដែលប្រើឆ្នាំនោះក៏ខ្លីពី 3 ខែទៅ 6 ខែចំណុចទី 3 គឺថាការប្រើឆ្នាំនេះមិនមែនជាធម្មតាទេគឺថាយើងមិនអាចទៅទិញឆ្នាំខ្លួនឯងហើយយកមកប្រើ តាមតែយើងនឹកឃើញទេពីព្រោះថាវាមានចំណុចសំខាន់សំខាន់ច្រើនយ៉ាងណាស់នៅចំពោះឆ្នាំទីនោះគឺថាទី1គឺថាការប្រើឆ្នាំនេះជាពិសេសរយៈពេលវេលា 3 ខែទៅ 6 ខែហ្នឹងគឺទៅតាមចំណុច
tràn thì tí mũi cái ta khi chẳng đăng thà ta nè nâng thọp ra tham bị môn rồi có mình thọp ra tí tí thà ta nè nâng miên này cần làm rồi có ớt hay cần làm nâng thời tiết có miên phải pi thời tiết cần mũi cái ta cần bầu cái ta compensate cirrhosis cần bầu hay tí tí cái ta cần mình bầu mình cần mình bầu nâng cái ta decompensate cirrhosis cái nam mà đo thân nam nâng cái ta thân nam nâng thời phá lý chung mùi thân nam chắc mà giang kẻ ta right by viren chung nói tí buôn cái sắp ngay nơi xã rõ ảm rích miên thân nam buôn giang đại kỳ luộn nơi cái khổng xa nâng buôn giang nâng cứ khóc khóc cái này tăng o tí mùi cứ hò bò ní tí tí vayarica tí bay cứ zipatia tí buôn eclusa đại chung nói đại dương trời đăng thà tham mà mục nâng cứ ra prau sản lập mình đôi khi này tầng đi khó khi này tầng ngõ vận tải tham năm hai mình ban đại group chấm phố cái gì trở đăng tha không hết ta để xí đó mình miền Puchran Puchi lấy muối đào lấy bùn muối đôi khi Havani prau ban tại lấy muối lấy bùn lấy pram lấy bùn muối Vairica ban tại lấy muối A muối B Zipatia, bạn thấy mùi A, mùi B, hay nâng lịch 4. Thân nam đại miên bệnh sát tập hiệp chiến kế hay đại ách pra bán chung phu virus tầng O nâng cứ thân nam trong cao tầm phốt kia thà Epclusa. Epclusa nâng cứ pra bán tăng phì mùi phì bay buôn pram phù mùi tầng O. Đối chân này thân nam nâng miên bệnh sát tập hiệp chiến kế. Nếu chỉ chấm nói xong khăn đại khuyên nhóm thưa sạch cả đầy sáng khác bàn top ra tiết. Bà sân chị mình toàn miền sầm nuốc nhằm nâng bàn to từ thiết bàn. Bà khiêm trong miền sầm nuốc mới trong xua lộ bị chạm đất một nâng từ sầm nuốc bị ở lộ nạ sạch đạt. Cứ thà, nơi bê đài lộ bị chạm đất miền từ xa hàm bì thà thân nằm từ tài rộng khơi thamay ní ta rộng khơi nụ miền bà sân tập hiệp cao sắp từ mở rồi phía rối ta kì ai tinh nơi không tùm lấy bồn mán tới hỏi phía bà giang mách hỏi tình nơi tình nào đại ác miễn bà bà tế à di Campuchia rư cô nơi xã rõm rích rư cô nơi tình nào ác miễn khá tạm lục chạm đất bán xa lạc chư bà thầy thân ám ní thay nà bà thay bà xem chìa tình nơi xã rõm rích thầy thân ám tùm bốn bộ phát đầy chênh tùm bốn bộ phát đầy hò bò ní nâng cứ tha mà có xong tố ra mà có một bốn đô la bà thay nà bà thầy hai khăn ông mà rồi giá phê đã trai lếp xâm rạp ở bàn chia đạch nâng cứ trai phra lươi ở phì mà mơ ở đọc mơn từ đọc mơn từ đọc bây tần đọc mơn đó là bà thật lại nà tuần tái nơi xây sọc máy tạm khiếp đấng cứ ta khi ai tinh tham nâng ta mà đi ập mọc để kê thư nơi bà tì ảnh đi ai tinh bán hay thay phải chia mình đo phần đăng tế phải chạm tạm khi mình xua khi mình đăng cho bà lo thế còn tại nhà đại khi mình drop xuống nên người ta phải off phải chia trăm bộ mỗi phần đô la khả năng mà rẻ phải để đảm bảo bàn chia đắt nhưng còn tại việc tốt chia thay chứng cơ cái thằng percent tiền nó việc cao sấp từ mà rồi kia rồi khi mình đăng than ta mà rẻ phải cái xe thì phần pin po miễn chụp sai than nơi mình tiếp แต่ก็สมะโดยแปลเปลี่ยนลูกซองนั้นมีกรมแพทย์มีดัซซังซองฟงเชียคือกรุ๊ปแพทย์ได้มีปรมดานนั้นคือมีบาร์ที่มันกลายเป็นนัดมวยให้เป็นนัดมึงคือถ้าตัวมือเป็นนัดสำหรับเนี่ยได้มีเหตุการณ์ที่สี่ต่างอ๋อให้คือช่วยโยเชียมมอเป็นนัดคือถ้ายังไอ้ดังท่ารกดังท่าได้นั่งมีชงือนั่งรู้ก่อนได้ยกเชียมตัวมือกันนะคือยกเชียมตัวมือให้ គេអាចរកទៅឃើញថាមានវីរុសនឹងគេឲ្យថ្នាំទៅទេបាននៅកន្លែងហ្នឹងគេឲ្យថ្នាំទៅទេដូច្នេះមានកន្លែងហ្នឹងមួយដែលអីអ្នកដែលគ្មានលុយកាក់អាចទៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីព្យាបាលបានគឺថានៅមន្ទីរពេទ្យកូស្មាបាទហើយការទិញគឺថាយើងទៅសួរនៅពួកមន្ទីរពេទ្យក្រុមពេទ្យដែលគេមានសមត្ថភាពក្នុងការ ការអាចបញ្ចេញសម្បត្តិឆ្នាំឲ្យនឹងគេអាចប្រាប់ដឹងថាទិញនៅទីណាបានខ្ញុំដឹងថានៅស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍នេះអាចទិញបានគឺតាមរយៈទៅនៅឥណ្ឌាបាទប៉ុន្តែនៅ
ខ្ញុំមិនដឹងកន្លែងលក់ថ្នាំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំមិនដឹងកន្លែងណាខ្លះដែលមានបាទសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសុខភាពប្រចាំខែបាទហើយនៅនាត្រីនេះមាន កម្មវិធីពិភាក្សាអំពីវិធីព្យាបាលថ្មីនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ភាគទី 2 បាទដែលផ្ដោតទៅលើថ្នាំថ្មីហើយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងមកពីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិននៅនាត្រីនេះសូមលោកអ្នកត្រៀមសំណួរឬក៏ទូរស័ព្ទចូលមកកាន់កម្មវិធីរបស់ VOA Hello VOA តាមរយៈលេខ 0725516694 ឬក៏ផ្ញើសំណួរយោបល់តាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធីផ្ទាល់ឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបគឺអ្នកស្រី ហេង ដែលកំពុងជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយកម្មវិធី Hello VOA បាទសូមជំរាបសួរអ្នកស្រីបាទសូមអញ្ជើញសំណួរបស់អ្នកស្រីបាទសូមអញ្ជើញអ្នកស្រី ហេង បាទចាំទទួលខ្ញុំនឹងឆ្លងប្រភេទផ្សេងហើយខ្ញុំពេញឆ្នាំលៀបនេះសម្រាប់លៀប ទៀតទៅបីខែហើយទៅប្រឡងទៅថែទៅដល់ចាយហើយចាយជាងខ្លួនខាងឯងក៏អាចចាប់យើងនៅគូបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហើយបាទចឹងសូមជិះលោកប្រចាំដឹកបាទគេធម្មតាកាលណាយើងលេខឆ្នាំរួចហើយគេពិនិត្យឈាមម្ដងទៀតក្នុងពេលដែលចប់ព្រៀមនឹងពេលនឹងដល់បីដល់ថាវាបាត់ឬក៏មិនបាត់ហើយគេនឹងពិនិត្យម្ដងទៀតក្នុងរយៈ 1 ជានៅថៃបួនកាលណាយើងលេខឆ្នាំនឹងបានន័យថាវាបំបត្តិគឺបានតែជានៅថៃបួនទេប៉ុន្តែយើងត្រូវឆ្លងពីអ្នកណាមួយហើយឆ្លងតាមឈាមដែលមានជានៅថៃផ្សេងទៀតឯដាច់2 3 4 5 6ហ្នឹងដែលយើងមកត្រមមានហ្នឹងគឺយើងអាចឆ្លងបានត្រមមកវិញបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសូវឃើញទេនៅនេះគឺថាកាលណាជាដាច់ហើយលើកលែងតែអ្នកហ្នឹងដូចថាអ្នកហ្នឹងចាក់ជាអ្នកចាក់ភៀនតាមមជ្ឈលហ្នឹងឬក៏អ្នកហ្នឹងជាមានកើត HIV ហើយអ្នកនឹងជាប្រមនុស្សប្រដែលរួមភេទតាមប្រុសជាមួយគ្នាប្រើសារ៉ាងជាមួយគ្នាសារ៉ាងនឹងវាឆ្លងបើសិនជាអ្នកនឹងមានទៅជួបអ្នកផ្សេងទៀតដែលមានជេណូតាយផ្សេងនឹងគឺអាចរើអាចឆ្លងមកទៀតហើយបាទលោកវិជ្ជមនិតបានការពារបានមួយរយទេបាទចង់សូមបន្ថែមសួរសំណួរភ្ជាប់នឹងរឿងនឹងមួយដែរលោកវិជ្ជមនិតបានមានប្រសាសន៍ថានឹងឆ្លងតាមការរួមភេទឬក៏ចាក់សារ៉ាងឬក៏មានវិធីផ្សេងៗទៀតដែលឆ្លងប៉ុន្តែនៅក្នុ
cái thằng môi rụp tơ thằng môi đầm bay thằng tua tiền tức sờ ra rồi có em xem xem ta rồi này ai nâng chlong bàn đấy rồi có già nào bà mình sao thế bà chlong tam ca còn tại thật tức cái chỉ môi khnía rồi còn nấp tiếc chỉ môi khnía mình chlong thế chlong to tại tam chiêm cả năm miệt lạ chiêm nâng từ từ ai chlong bàn thằng phê thằng mấy ní miền ca bao bra cái hạt ở phải nu nu thì như vậy thà miền chlong HIV nơi tam về mà học bóng mà tây thái nó là nó vì chỉ cả bảo bá việc mình chỉ cả bật đấy bà rồi biết đi chăng hepatitis A nó hepatitis C nó chlong tam chiêm to chiêm nó mất chặt tới không sợ bay dướng rồi còn mất tới tam chặt tới tam tới sấy rồi còn mất lưỡi bay nó tới bay chlong bàn bà sum vậy sọc mai dướng đến nơi xã rộng ở mấy phía tràn chúng người nó chlong tam nhà chạ phiền và ta khăm ai dướng mình sơ miên nhà chạ phiền mình sơ chlong tam nhà chạ phiền này bị bùa miên miên nhà prà năng với tịch tuột khăm ai dướng chờ phía tràn dướng mình đang xem hết vận tải tam kỳ ca sắc xa tới kỳ song kỳ khơi thả nhà đại ca thay si năng phía tràn tại thọ để thả thọ chạ tham bị môn tròn để trộn chặt tham cái môn khi mình ai chấp bạc thả máu bị
chạ tham năng tế phần tế phía tràn ta miên chạ tham phía môn à xa chạ tham tham năng cứ tha đời xa phá mà chua vì mình miên là nà mày vì đám dương đang xa bác cụ bệnh xong bây được nhóm khuôn ái nâng cả nhóm nơi riêng bệnh bốn nâng tới chạ tham ở kia nâng xa răng khăn ông xa răng nâng dương đạ mà chua bay buôn chẳng tới dương sáu vì là sáu nâng vì ăn vì xa đấy phần tế đó chạ ruồi nâng dương do mà chua để chạ ruồi nâng tới đạ khăn ông nâng chọp chết kia nâng bà để xa mình dưa bà để xa mình dưa chẳng hãy bà vì nhiên nâng sáng nâ cả đại dương phía para sờ răng hay là một chuôi nâng cho đại dương para tam vị thi thứ mấy cứ thả sờ răng một chuôi nâng kia para tam rong kia bỏ chảo lại hoặc kia bỏ chảo kia mền bỏ chảo nơi thôn sầm rám đi cứ thả miên ốp kia muối thì sẽ để kia bỏ chảo từ con nâng hơi kia bật bia chít hơi kia vô tới cần lại để kia sầm rám bỏ chảo khương pet miên chia bao nhiêu hai muối thôi nó sập thay đi cứ thả cái nhom miên miền cao bà rắm na thì phù sa sọc dướng sầm rắm bao cháo cướp lại cho ngò hay miền khi nhom crop khơi nơi khi Facebook miền miền sầm rắm đã miền sắt tai sờ răng hay nâng bả lại chiêm pin nâng cho ngò để chôn được khi nhom cái lại bao sầm rắm thò mà nà nơi xa ra mấy cái mình thường chẳng đi thì thà cái sầm rắm để tránh bị pet cái mình vô từ chôn từ cái lại sầm rắm thò mà nà đấy khi vô từ đốt về bà giờ từ cái lạnh thì sẽ cái đợt về thì pro cái đăng thá sờ răng nắng mà chua nắng thì xòng bàn hơi sọc mái dương ắt đắng khơi bả lại chiếm chút cái khơi chuẩn chua khơi sờ răng nắng vô mà sao vô mà liếng sao vô mà prà tiệt lý chi cả khó khăn na bà công thương chăng bà xong ở con lúc chạm đất muốn nâng chun về từ cả thì đó ở luôn nhà sập mùi rúp trong ở lúc chạm đất đối thà bộ sợi bệnh tích đã tạm cả sợi chiều cầu máu ta miền mà đúc chùm nôn bảo mạng này hãy sạp nơi khăn nông Campuchia rồi có bị phục lô cơ đây khăn nông một chân nam hai miền bảo mạng đã cập bông ở phía tục rưỡng nâng hai ta phụ quạt trời rộng bà giặt mạng nam và xong chứ. Khi mà bạn đi dây rưỡng nâng bị môn hay cứ khi mà mình ách đăng cho ba ta chùm nôn bảo mạng này bố khăn nông miền miền đô cơ mong nơi chùm mùi khăn nông bọn ta miền tam đầy sạch đây kia thì dây khăn nông lý kia thà nơi xa rõ ảm miền bay pi đã miền nhà đã cá nắng chấm luôn bay sen bay liên cả là mà bay liên cả là để cá hay nơi sọc máy pi cá sọc cá pi muốn còn tại đăng tham miền thật tệ tới khơi tham buôn phi rồi này thì chun sọc máy miền cá miền tiktok virus nè này buôn phi rồi nơi sọc máy hay cá chụp phù chỉ chun khmer để nơi xã rõ mấy đại kỳ bàn thưa cá sắc xa tới cái tham miên chụp luôn muối từ của muối thì rồi đại miên tục virus nè phần tai chụp luôn nè sao bà má bán cái nhầm miên lấy cho bà lo thế phần tai khi đăng tha miên nè đại cá hepatitis C tràn cái nát khmer rồi có chụp xe khmer nè hay đại quạt mình đăng thạc quạt cả quạt mình đăng thạc quạt cả tới bây đại quạt đăng luôn cứ thà về dưới đấy cứ thà quạt miền Mahari quạt miền Mahari chỉ làm đôi thay khi chán cứ thà khăm ai để sập nơi xã rõ mấy đời xa miền khi chán á để sập đời xa hepatitis C nâng đời xa làm nâng việc trấn trấn đôi tới việc lại tới chỉ Mahari khi chán tại ở chơi được chất sập bát sập hơi bàn đào bể sập còn tại chỗ cá miền này khác không ai nữa mà này không ai sám sập sai sập sám nó có ai sập bàn rồi sao virus C nương không ai dưng khi chán sập rồi sao hepatitis B chán chiên hepatitis C đi bộ hepatitis B nương xong miền xong khang nát pin mà đại mà cô nương xong chán khi chán rồi sập không ai chán rồi xong tạm nương rồi hepatitis C nương có xong pin mà đại mà cô nè còn tại vì mình khang đôi chân hepatitis B gì mà lục ná xong mà chụp xuống ba xong chơi lục xuống xong đồ tam đó ba chụp xuống được luôn mà chúng tâm xuống được luôn thay nhau chúng luôn tụt hết bây giờ đi ăn chim rồi nhớ rồi họ thấy được luôn hay giờ và sau này chúng kiếm ba chúng chụp lại chơi ba chụp lại mà má thì coi lại chơi bạn khai này bạn lục trong bây rồi có xe ba bì ba bì ba lục chụp được xong luôn mà đào tiếp trong
បាទគាត់ចាំតាមលេនឹងបានរយទីរយឬក៏អត់បាទបាទបាទអញ្ចឹងលោកបានដាច់ហើយលោកណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងគាត់គាត់ចង់សួរថាប្រភេទ B នឹងអាច Hepatitis B នឹងវា copy Hepatitis C បាទ Hepatitis B virus នឹងវា copy គ្នា virus នឹងគេហៅ DNA virus DNA virus នឹងវាជាមិនដាច់ទេបាទជាមិនដាច់ហើយមិនវាមិន copy HIV ទេហើយ HIV គឺថាវាគ្រាន់តែបាត់ virus ពីក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែពីក្នុងឈាមប៉ុន្តែ virus នឹងអត់ទាន់ហើយបាត់អស់ទេដូច្នេះអ្នកដែលកើត HIV ត្រូវលេបថ្នាំអស់មួយជីវិតចំពោះ hepatitis B ក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរពួកហ្នឹងគេហៅ DNA virus គឺ virus នឹងបាត់ពីឈាមអញ្ចឹងមែនកាលណាយើងលេបទៅគឺថាលេបអាចបាត់សឹងតែ 100% អញ្ចឹងបែរបាត់ពីក្នុងឈាមប៉ុន្តែ virus នឹងអត់ទាន់បាត់ពីក្នុងខ្លួននេះបាទវាបាត់ពីក្នុងឈាមប៉ុន្តែវាអត់ទាន់បាត់ពីក្នុងខ្លួនដូច្នេះអ្នកដែលកើត hepatitis B ហើយលេបថ្នាំទៅខណៈ virus នឹងវាអស់ពីក្នុងឈាមហើយវាត្រូវបន្តហើយលេបថ្នាំតទៅទៀតរហូតដល់តែមានខ្លួននឹងវាមានបញ្ចេញអង់ទីកោខណៈបញ្ចេញអង់ទីកោមកហើយអង់ទីកោនឹងអាចការពារបានពេលនឹងអាចជប់បានបាទបើសិនជាមិនទាន់មានអង់ទីកោទេគឺมันអាចឈប់បានទេពីព្រោះកាលណាយើងឈប់ទៅ virus នឹងវាលើត្រឡប់មកវិញ virus hepatitis B នឹងវាប្របាក់នឹងព្យាបាលឲ្យជាដាច់សប្តាហ៍នេះគេកំពុងរកថ្នាំថ្មីថ្មីទៀតហើយប៉ុន្តែថ្នាំដែលមានសប្តាហ៍នេះគឺតែជាមិនដាច់ទេតែបញ្ហាទីសំខាន់មួយនៅក្នុង hepatitis B នឹងគឺថា hepatitis B វាក្នុង virus មួយនឹងវាបង្កើតខ្លួនវាបង្កើតបន្តពូជដោយប្រើ DNA ហើយតា DNA នឹងវាដូចពុំអញ្ចឹងពុំ protein នៃ DNA នឹងវាពុំដូចថាយើងត្រូវមានពុំពីរខាងលើដូចថាពីរពុំពីរភ្ជាប់គ្នាទៅបានបង្កើតជា virus មួយបាទអានេះទីហោមួយហើយកាលណាយើងលេខឆ្នាំទៅវា virus នោះវាអត់មានទេប៉ុន្តែអាពុំនឹងវានៅសល់បាទអាពុំនឹងនៅសល់គេហៅ ccDNA ពុំនឹងវានៅសល់នៅក្នុងទុំនៅក្នុងថ្លើមរបស់យើងវានៅអត់ទៅណាទេវាអត់ជា virus ទេប៉ុន្តែវានៅសល់ពុំកាលណានៅសល់ពុំហើយបើកាលណាអ្នកនឹងឈប់ថាឈប់លេខឆ្នាំទៅឬក៏អ្នកនឹងមានពីថាមានការដែលរបបការពាររបស់ខ្លួនចុះខ្លាំងទៅអាពុំនឹងវាអាចបញ្ចូលគ្នាបង្កើតជា virus ថ្មីអញ្ចឹងហើយបានជាមិនដាច់នឹងគឺ virus B មកពីរបៀបហ្នឹងបាទសប្តាហ៍នេះគេកំពុងរីរកថ្នាំផ្សេងទៀតដើម្បីបំបត្តិឲ្យបាន 100% ប៉ុន្តែអត់រកឃើញនៅឡើយទេបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបច្ចាមិត្តតាំងតែខ្ញុំមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបនៅខេត្តកណ្ដាលសួរចង់សូមឲ្យលោកបកស្រាយសង្ខេបអំពីបញ្ហារបបអាហារតើដូចថាអ្នកកើតជំងឺថ្លើមប្រភេទ C C ក្តីឬក៏ B ឬក៏ B អីក្តីឬក៏អីក្តីតើពួកគាត់ត្រូវតមអាហារយ៉ាងណាហើយបង្កើនអាហារយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានដូចថាប្រូតេអ៊ីនច្រើនអង់ទីកោច្រើននៅក្នុងខ្លួនអីតើលោកអាចជួយជម្រាបឬនៅបានបន្តិចបាទសូមជួយបាទរឿងអាហារមិនជាសំខាន់ខ្លាំងណាទេពីព្រោះយើងហូបរបៀបបិចឲ្យវាមានជាតិគ្រប់គ្រាន់ជាតិប្រូតេអ៊ីនជាតិដែលមានធម្មតាគេហៅថាជាតិខាងស្ករកាបូไฮដ្រេតជាតិខ្លាញ់ហើយនឹងជាតិប្រូតេអ៊ីនឲ្យវាមានស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងទទួលទានម្ហូបធម្មតាហ្នឹងឲ្យមានបន្លែឲ្យមានសាច់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់រាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតដែលត្រូវជៀសវាងក្នុងជាពិសេស hepatitis C ហ្នឹងគឺថាជៀសវាងស្រាបាទស្រាវាសំខាន់ជាងគេហើយសំខាន់ជាងគេជាពិសេសចំពោះ hepatitis C ហើយដើម្បីព្រោះថាបើសិនជាកាលណាយើងកើត hepatitis Cហើយយើងលេបផឹកស្រាទៅអានឹងវាដូចជាកន្លែងយើងចាក់សាំងលើកន្លែងភ្លើងអាងើកភ្លើងអញ្ចឹងបាទចាក់ទៅវាឆេះហើយបាទវាធ្វើឲ្យថ្លើមនឹងវាឆាប់កិនបើសិនជាយើងកាត់ hepatitis C ហើយយើងផឹកស្រាវាឆាប់កិនថ្លើមហើយអ្នកដែលផឹកស្រាហ្នឹងគឺมันអាចគេมันអាចព្យាបាលបានទេគេมันព្យាបាលទេពីព្រោះថាវា
miễn phí sự thiệp cái này dùng xịt bài tới việc cái mình nhớ chia việc trò chia rồi còn mình chia tại mà đòn để cho nó sát tầm căn chân kỳ chụp buông mà hộp nó cứ thả mà hộp để việc răng mà chia tầng bay nó cứ thả ai ai chui bàn ấy có phần tay chụp buông mà hộp hà nó cứ miễn để miễn rồi cả cha đắng cái thà cana bồi dưỡng miễn Grantram, bây giờ mình Grantram, hay Grantram trong cõi bằng phốt Grantram để mình tự nâng cả decompensate cirrhosis, hay là nâng bây giờ nâng miền vùng quên smart ở đây gọi là hepatic encephalopathy, bây giờ nâng vùng quên smart ở đây cứ thà khi mình ở tổ tiên sạch tràn để chiết protein nâng ai phư ở nhà nâng vùng quên trăng được chưa nè miền tây rừng bảy hà nâng mùi thế để trời tóm chiết protein còn tại cái nâng thà dương ai tổ tiên mà hốt ở với các bạn đấy lực lên tại sra bạn bà lục chạm đất miền này thà tầng chiết alcohol tầng chiết sra tầng mình men miền này thà sra nó thà sra mà mỗi từ bị già rồi gọi ở tầng miền chiết alcohol mà nó sra tầng bà bà sum ok sra tầng chiết xe bị già bà sum ok bà sum ok chưa bà bạn lục chạm đất miền ở luôn này đập rút xin tiền một vị khách cần đá lục mướn đại phong cho bản đàn từ sắp toán lục mướn xong mà chụp điệp xuôi dương miền tây phải chia chập bảy nhật tý chẳng xong trên nhà sừng khép sừng núi hay xong trên xuôi tới bà xong trên xong trên được một lần biệt lục chạm đất kho bà khi nhắm bay tại lục bản bỏ sai chụp sừng núi vì đường bỏ bạc hà nhắm trăng dương năm được năm sầm lạp dương kia ba đơn vị chúng tham gia từ sau nó nguyên tăng quan là vậy khoa hay những dạng ca vì quan đơn vị người đi với ai đó chậm đam vì việc ca tao hốt đó khoảng mấy năm bàn về thôn thô và sầm bà sầm ở con lục mướn sầm trên lục chậm đất bên miền tây tham gia từ nè để chư hết si nâng dưu cho năm nào mà phê cho năm chiêng bàn bàn tự chân chú bố cho năm để vì miền tệ tương miền tham khá để dương trời bởi giá chìa bí xế tham đối chìa tham trong khó bảo phốt tham đại dương xa mẹp block xa mẹp tục nè để miền axit nữa tham axit kì hào PPI proton pump inhibitor bởi lệp tham trong khó bảo phốt tham bộ virus B nâng virus C nâng bà sân chia lệp tham nâng hai lệp tham bà cho acid nâng chỉ mỗi khi nếu cứ tham vì ai bà cho thực sự tập hiệp tức là cái bàn này tự nhiên tham bà sân chia dương tới cả lệp tham bà cho acid nâng cứ tham tự nhiên tới lệp dương tới cầm lệp chỉ mỗi khi nè dương tới trăm buôn màu trai đại dương lệ tham mà giang hái bắt đầu dương ai lệ tham mà giang tiệt bàn miền tham mà tiệt tràn đại khi mình ai nâng chạm bàn tầng ó cứ tha muốn nâng cái này dương group trên ao tham sầm lấp phía ba nâng cứ tha thời xưa còn lại nửa tham là đang tha giữa tham đại dương lệ nâng tao vì miền bắc bộ rồi còn mình bắc bộ khi ai báo cơ khăn computer tới thì ai đang tha tham nâng vì miền bắc bộ rồi còn mình bắc bộ là con lục được cho nên sầm khăn nắp people tha tham nâng và dân chỉ việc bắc bộ vì ai phơi ở chỗ bớt tập tiếp tham nâng tham để sầm lấp lệ ai bấm bắt ai virus gì nương bà lục chạm đất dừng bao bà sôm ốc con chân lục bận đất tăng tệ hóng.